Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2019. Đây là chương trình thiền tập cùng thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay con chia sẻ cái trải nghiệm hàng ngày của con trong những mối quan hệ mà con ứng dụng chánh niệm vào. Mỗi buổi sáng sau khi con đi khất thực về, mấy em đệ tử xuất gia đi lên để nhận đồ ăn. Con hay để ý gương mặt của bạn nào cúi xuống kính chào thầy mà gương mặt nhăn như bánh xèo, là tâm của con bắt đầu phản ứng. Con để ý nhiều hơn một lần như vậy, và con không thích. Nhiều lần như vậy thì con mới bắt đầu quan sát tại sao tâm của mình lại phản ứng với cái gương mặt khó chịu của người. Ở ngoài đời ta gọi là danh lợi tình, nó làm cho lòng tham trong mọi con người chúng ta trồi dậy. Và mình nói mình tham danh, tham lợi, tham tình. Nhưng có một cái loại tham rất là vi tế, đó là một cái lòng tham muốn người phục vụ cho cái sự hài lòng của mình. Đó chính là cái si mê, là cái lòng tham của cái tôi bản ngã. Mình muốn cái người có mối quan hệ xung quanh bên cạnh mình, dù bất kỳ là ai, mình muốn họ phải lúc nào cũng nở cái nụ cười, sự hoan hỷ với sự xuất hiện của mình. Với sự có mặt của mình, họ không được quyền khó chịu, nặng nề, căng thẳng. Họ phải hoan hỷ, vui vẻ và luôn giữ cái trạng thái giống như ca ngợi, giống như đón chào, giống như nhận ra mình liên tục, thì mình mới chấp nhận. Cái loại tham này rất là vi tế. Và nếu mình không có chánh niệm kịp nhận ra, thì mình sống như là một nạn nhân của tất cả những gương mặt mắc sổ gạo, bán bánh xèo, không ai mua bên ngoài kia. Và kính thưa quý vị, khi mà mình để gương mặt của những con người xung quanh bên cạnh mình làm cho mình khó chịu, thì mình có cái xu hướng là đổ thừa, rằng không biết gặp cái oan gia trái chủ nào, kiếp trước mình đã tạo ra đau khổ gì với họ, và kiếp này mình ở đây mình trả nghiệp. Mình sống với người đó là mình đang đổ nghiệp. À, kính thưa quý vị, chữ nghiệp karma ở trong Phật giáo nghĩa là action, hành động. Bây giờ con hỏi này, hành động của ai? Hành động của chính mình. Chính mình tạo ra hành động, và hành động đó được gọi là nghiệp. Nếu như mà con chuột nó kẹt ở trong cái bẫy của con người làm, quý vị nghĩ con chuột nó có khả năng mở cái bẫy ra mà nó thoát không? Có khả năng không? Không. Chắc chắn là cái bẫy của con người mà cài là con chuột phải bó tay. Nếu như mà cái nghiệp của mình mà được một đấng Chúa Trời hay là một cái quá khứ nghiệp hoàn toàn quyết định, 100% cái kiếp này mình không thể thoát được. Nếu như mà nghiệp của mình mà bị quyết định bởi một ai bên ngoài kia, thì cái cơ hội để mình giải thoát khỏi cái nghiệp đó là giống như con chuột nó bị mắc kẹt ở trong cái bẫy của con người. Phải vậy không? Mà may mắn không? You are your own action. Mình chính là nghiệp của mình. Và đó là tự do của mình để lựa chọn rằng mình có thể tạo nghiệp và mình cũng có thể giải thoát khỏi cái nghiệp mình tạo. Nghiệp không có phải là những gì diễn ra dưới cuộc đời mình, mà nghiệp là cách mà mình đối xử với những gì diễn ra xung quanh đó. Nghiệp không phải là những gì cuộc đời nó diễn đến với mình, mà nghiệp là cách mà mình đối xử với chính cuộc đời mình. Tức là mình có hoàn toàn tự do đặt cái nghiệp trên lòng bàn tay của mình, và không có bàn tay nào tốt nhất bằng hai bàn tay này cả. Và hai bàn tay này có quyền quyết định tất cả như là hai bàn tay của con người.
và may mắn. Chúa Trời không có quyết định nghiệp của mình. Quá khứ nghiệp hoàn toàn chỉ 30% và 70% còn lại là hiện tại. Vậy nhưng mà gương mặt của một người bên cạnh có thể làm cho mình vui và buồn. Cái niềm vui trong mình nó được quyết định bởi những cái điều kiện bên ngoài khá là nhiều. Có nghĩa là mình cho rằng nghiệp của mình là do họ quyết định. Hai người sống với nhau, họ có thể làm những điều rất giống nhau, học những điều rất giống nhau, có thể suy tư nói năng những điều tương tự nhau, mặc những bộ đồ giống nhau, có cái hình tướng không khác gì nhau lắm. Nhưng ở trong cái không gian tương ứng giống nhau đó, có thể một người làm cái việc đó, người kia cũng làm cái việc đó, nhưng cái người này thì làm cái việc đó bằng một cái tâm hướng đến giải thoát, còn người kia làm cái việc đó bằng cái tâm dính mắc và ràng buộc. Như vậy sự ràng buộc và dính mắc của hai con người ở chung một không gian, nhưng cái hành động của họ có thể tạo ra luân hồi hoặc là tạo ra giải thoát. Như vậy, nếu mục đích trước kiếp người cuộc đời mình là tỉnh thức và đi đến tỉnh thức tối hậu là Sammasambuddha, tức là cầu thành Phật, thì ai mình ở cùng, cái gì mình đang học, cuộc đời thành công hay thất bại đều chỉ là phương tiện để nuôi dưỡng cái sự vững chãi và tỉnh thức của kiếp người này mà thôi. Mình không bận rộn lắm với sự thất bại, và không bao giờ có thất bại nếu kiếp người này là như cái hòn đòn bẩy, như cái nền tảng để mình bước lên cái bậc tỉnh thức, thì kiếp người không bao giờ có thất bại. Cái chuyện mà thương một người hay ghét một người, đậu đại học hay không đậu đại học, được một người nào đó thương, được một người nào đó để ý, có bao nhiêu tiền, thành công trong công việc, có nhà cửa, vật chất, tiền tài, danh vọng bao nhiêu, nó chỉ là cơ hội để cho mình coi thử mình tỉnh thức được bao nhiêu. Nếu mà stock nó lên, nếu mà chứng khoán nó lên, mình có một cọc tiền, mình gọi là thành công, bởi vì mình coi số lượng tiền trong tay là thành công. Và khi mà nó xuống, mình có số lượng tiền trong tay là sự thất bại. Nhưng đối với người có mục đích cuộc đời là tỉnh thức, tiền trong tay họ để họ làm những điều giúp họ và người tỉnh thức. Và khi không có tiền trong tay, kinh tế nó xuống, mình có thời gian rảnh để lên núi ngồi thiền. Bây giờ tất cả những gì diễn ra xung quanh là để cho mình làm vững chãi và kiên cố cái đường mình đi, chứ không thì nó quay mình chạy vòng vòng hết. Mình kiếm một niềm vui ở trong tiền, mình kiếm một niềm vui trong sức khỏe, mình kiếm niềm vui ở trong thời gian. Khi mình còn trẻ thì mình có nhiều thời gian và sức khỏe mà mình không có tiền, cho nên tiền là thứ quan trọng nhất đối với người trẻ. Khi mình lớn lên mình có nhiều sức khỏe và tiền, chứ mình không có nhiều thời gian, cho nên thời gian là cái thứ quan trọng nhất cho người lớn. Nhưng khi già thì sức khỏe là quan trọng nhất. Và cái gì quan trọng nhất trên cuộc đời này? Cái gì cũng nhất hết, và cái gì mình cũng có hết trơn, nhưng mà chỉ có điều mình chỉ có một thứ thôi, đó là hạnh phúc đích thực. Thực tế thì hạnh phúc là kết quả của thương yêu, mà thương yêu là kết quả của tỉnh thức. Cho nên nếu mà không có tỉnh thức thì không thể có thương yêu. Mà không có thương yêu trong tâm mình thì mình không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc, chỉ có đòi hỏi và sự thỏa mãn, chứ không có hạnh phúc. Vì sao gọi nói thương yêu là kết quả của sự tỉnh thức? Ví dụ nha, người ta nói nam nữ thụ thọ bất tương thân, tức là đừng gần gũi ở hoài với một người. Và tại sao tỳ kheo không có được nhìn vào mặt người nữ? Hay là tại sao một người rất là giàu, rất là đẹp, rất là sang, nhưng mà lại thương một người bị sức mẻ, đôi khi bị cùi đuôi nữa. Nói chung là so sánh cái bề ngoài của họ rất là khập khiễng, nhưng họ vẫn rất thương nhau. Bởi vì sao? Nhìn hoài, tiếp xúc hoài, nó nảy sinh cái tình cảm. Một ví dụ dễ hiểu thôi. Khi đi vào có theater, một cái nhà hát, một cái rạp phim, tắt hết điện, mở lên chỉ có hai thứ thôi, là hình ảnh và âm thanh. Nhưng mà mình có thể tập trung hết mức vào và mình thương luôn cái nhân vật chính trong bộ phim đó. Mình sinh cái tình cảm với họ, phải không? Mình không biết họ like cả. Và đó chỉ là một cái máy chiếu
nó chiếu lên thôi, nó không có thật. Nhưng mà mình có thể sinh cái tình cảm bởi vì cái tâm của mình hoàn toàn chú tâm vào trong đó. Nếu mình dùng cái việc chú tâm đó mà mình chú tâm vào một con kiến, mình có thể thương kiến đó. Nếu cái sự chú tâm của mình nó vào một thứ gì nhiều thì tự động mình sẽ sinh cái tình thương với thứ đó. Cho nên thiếu sự chú tâm là mình thiếu đi cái sự thương yêu. Thiếu sự thương yêu thì lòng mình sẽ khô khan giống như cây ở ngoài sa mạc. Lúc đó mình đi tìm hạnh phúc mà mình không có thiếu sự chú tâm thì hạnh phúc không bao giờ mình gặp. Nó hên xui, nó may rủi thôi. Cho nên khi mình sống với nhau, những cái mối quan hệ bên cạnh mình là cơ hội rất tốt để cho mình kiểm soát lại cái sự vững chãi của mình là bao nhiêu, mức độ tỉnh thức của mình là bao nhiêu. Còn nếu không, một chút cái cách họ đi ngang qua con người của mình, họ không cúi xuống là mình đã phật lòng. Và mình có kịp nhận ra cái phản ứng tâm của mình sân lên không? Nếu không thì mình thiếu ba điều. Một là thiếu chánh niệm, hai là thiếu lòng từ, ba là không thấu hiểu được nỗi đau khổ trong lòng họ, tức là thiếu trí tuệ để thấu hiểu nhau. Tất cả mọi cái đau khổ trên đời này nó xứng đáng để cho mình kịp thời nhận ra và ôm ấp rồi chuyển hóa. Nếu mình có thể làm được điều đó với một đau khổ bên ngoài, chắc chắn mình đã rất vững chãi và rất là giỏi làm cái điều đó với cái nỗi đau khổ ở trong tâm. Và nếu một cái người bên cạnh mà họ cho mình một ánh mắt, một thái độ, một phản ứng mà mình lại vội vàng phán xét thì mình rất là độc ác. Mình vội vàng kết luận thì mình rất là mê mờ. Mình vội vàng phản ứng thì mình rất là cạn cỡ. Và họ nói cho mình biết được tâm của mình đã vững chãi bao nhiêu. Và nếu mình trí tuệ, mình quay về, mình biết à, cách mà mình phản ứng với đau khổ bên ngoài sẽ là cách mình phản ứng với đau khổ bên trong. Và họ là Phật, là Bồ Tát hiện thân mà mình lạy mỗi ngày, nhưng mà mình không gặp được Bồ Tát thật, Phật thật ở bên ngoài. Nên con, khi mà con sống với mối quan hệ xung quanh những cái người có nhân duyên tu hành với mình trong kiếp người này, con vẫn còn phản ứng. Nhưng rồi ngồi nghĩ lại, mình chắc chắn mình đang đòi hỏi tham lam quá nhiều, quá cái tôi của mình, nó muốn người khác phục vụ, nhận ra, cúi đầu, kính lễ. Chứ không phải là nó thực sự thương yêu, trải rộng lòng từ. Và nó vì cái đau khổ của người mà nó thông cảm lắng nghe, để nó lấy cái trí tuệ và giúp người chuyển hóa. Một người học trò có cái gì đó căng thẳng, họ mới cúi đầu xuống mà họ khó chịu. Và mình, một người thầy, có đủ cái lòng từ để mở rộng và nhìn bằng cặp mắt từ thị nhãn chúng sinh để thấu hiểu được nỗi lòng khổ đau căng thẳng của họ hay không? Cho nên đối với con, cái chánh niệm á là cái mục đích mà con phải nuôi lớn, chứ không phải là cái mối quan hệ ở bên ngoài, không phải là cái người học trò, người Phật tử hay cái người bên cạnh mình họ thương mình, họ kính mình bao nhiêu. Mình đi tìm những cái thứ đó bên ngoài, chắc chắn mình sẽ là nạn nhân. Và lúc nào ở bên ngoài kia nó cũng sẵn sàng thay đổi, và mình đỡ tay không kịp. Và mình nói họ là nguyên nhân, nhưng thực chất cái tôi bản ngã của mình là nguyên nhân. Và nếu mà mình biết quay về, mình thương mình, thì chắc chắn mình sống với những người mà chưa có vững chãi xung quanh ấy, mình bắt đầu biết thương họ. Nhưng mà không thương được cái con người của mình là mình cứ đau khổ do mình đòi hỏi hoài, thì mình sẽ không thương được con người bên ngoài kia là họ cũng đòi hỏi hoài. Khi mà một người họ nhăn cái mặt lên, họ muốn gì quý vị biết không? Họ muốn quý vị nhăn cái mặt lên hả? Để là hai cái mặt nhăn. Không. Chắc chắn là trên thế gian này không cần thêm bất kỳ một nỗi khổ nào nữa. Vậy nhưng mà mình rất là giỏi tạo ra nhiều hơn một nỗi khổ mà thế gian không cần. Và mình sống với người thương của mình á,
mình dễ tạo ra cái mặt đó lắm. Vậy cho nên, kính thưa quý vị, nếu mà mình muốn tìm một cái loại hạnh phúc là kiếm một cái gì đó giống giống mình ở bên ngoài kia, à cái người đó thương mình, mặc cái bộ đồ giống mình, cạo đầu trọc giống mình, đi theo cái lý tưởng giống mình, làm cái điều giống 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 mình, tụng cái bài kinh giống mình, làm cái gì giống giống, cái khác là mình không chịu. Với cái sự giống giống đó là họ theo mình, họ đồng ý với mình, họ làm một, họ align, họ cùng liên minh với mình cảm thấy rất là thỏa mãn, hài lòng, bởi vì có một số người theo mình làm cái điều giống mình. Với cái hạnh phúc đó, kính thưa quý vị, chúng ta phải chịu một cái loại hậu quả khác. Vào năm 1944, gần như chuẩn bị kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, Hitler có khoảng hàng trăm người giống y hệt ông ta. Bởi vì ông ta sợ ám sát cho nên ông ta làm cả trăm người giống như ông ta, về gương mặt và cử chỉ, lời nói, hành động y chang hết rồi. Tìm Hitler không bao giờ gặp. Hitler thật là ai hết. Có nghĩa là Hitler có cái gương mặt sao thì tất cả những cái copy Hitler kia nó y chang vậy. Cái bữa đó, bởi vì bên liên minh họ phản công và bên Hitler có vẻ chuẩn bị dường như thất bại, thì có một người thân cận Hitler chạy vô thông báo với hàng trăm người Hitler copy kia đó, muốn thông báo: tôi có một tin vừa tốt vừa xấu, quý vị muốn nghe tin nào trước? Tin tốt: Hitler vẫn còn sống. Tin xấu: Hitler đã bị mất một mắt. Tại sao xấu? Bởi vì anh đã hưởng thụ được cái quyền lực của Hitler là giống ông ta, thì anh phải chịu mất một mắt giống ông ấy. Khi mà mình có cái loại hạnh phúc được người khác theo mình, làm hài lòng mình, thì mình chuẩn bị nhé. Cái sự double giống nhau đó, mình phải chịu luôn cái hậu quả giống nhau. Cho nên đừng có tìm hạnh phúc bên ngoài, nếu không muốn bên ngoài làm phiền mình biết. Vậy thôi. Vậy hãy coi hạnh phúc, hãy coi cái bên ngoài là gì? Là điều kiện để mình coi thử sự tỉnh giác ở trong lòng mình bao nhiêu. Bởi vì tỉnh giác là nguyên nhân, và lòng từ bi là kết quả. Bây giờ không thấy mà thương á, là tham. Chỉ có bằng cái thấy thì mới có cái sự thương đích thực, là cho. Còn mù mà thương là muốn lấy về chứ không phải cho đi. Mà lấy về thì giống như câu chuyện của Hitler vậy đó. Mọi cái hạnh phúc bên ngoài á, nó rất ngắn ngủi, nhưng kết quả của nó là đem đến sự ràng buộc. Mà cái ràng buộc là cái thứ mà con người không muốn. Và cuối cùng á, họ hạnh phúc thì ít mà ràng buộc thì nhiều, cho nên họ vùng vẫy để thoát khỏi cái gọi là ngục tù. Cái mà bằng cái tự do của cái gọi là nghiệp nhân ở kiếp này, họ tạo ra một cái cocoon, một cái kén, và họ cảm thấy rất an toàn trong cái kén đó bằng cách sống với những người xung quanh. Nhưng mà cuối cùng thì cái kén đó làm cho họ ngột ngạt, và họ chết trong cái kén đó. Họ chết trong cái chính cái thứ họ tạo ra, và họ không biết cách, giống như một con bướm, thoát ra khỏi cái ngài của nó và bay ra. Cái kén đó là cần thiết nếu như mình muốn cuộc đời này một số người đi với mình cho an toàn, cho có niềm vui, tốt thôi. Nhưng mà đừng để cái kén đó nó làm cho mình đau khổ. Mình đừng có chết trong chính cái thứ mà mình tạo ra. Nhưng mà không được thầy ơi, xã hội nó như vậy, con phải sống sao cho nó đúng với xã hội. Có người thương con như vậy, con phải làm sao? Mình tạo ra xã hội để cho mình an, để cho mình vui, để cho mình hạnh phúc, chứ không phải mình tạo ra xã hội để mình chạy theo và nô lệ cho họ. Mình đi sống với một người, mình ở chung không là mình để cho mình hạnh phúc, bình yên, để mình tỉnh thức, chứ không phải mình sống với một người để cuối cùng mình theo họ, hoặc là họ làm cho mình khổ đâu. Thật là vô lý. Mình để ý, mình phản ứng hoài với những cái con người xung quanh mình thôi, là bởi vì mình nhận sai cái thông điệp rằng mình ở với họ là để mình vững chãi, rồi để mình giúp họ vững chãi thêm. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 11. Hôm nay là ngày chuẩn bị 20 tháng 11. Nhân đây, đệ tử xuất gia của con có chuẩn bị những đóa hoa rất là đặc biệt, hoa rừng, hoa lượm, và
cũng có hoa mua, hoa hái. Hái không ra tiền gọi là hay trộm ấy, hay xin. Những đóa hoa này là những đóa hoa lòng mà ngày 20 tháng 11 tụi con đã nhắc thầy nhớ đến, thầy cũng có bổn sư. Nên nhân cơ hội này thầy muốn đem những đóa hoa mà tụi con dâng lên để trước dâng lên cho người thầy đầu tiên mang tên là đau khổ. Cuộc đời này là khổ đế, và nếu không có khổ đế ta không giác ngộ được tập đế, diệt đế và đạo đế. Cho nên hãy lấy đau khổ làm thầy, đừng lấy đau khổ làm kẻ thù mà ghét hận. Và đời chưa bao giờ không đau khổ, vì đường nhân gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Nhưng họ qua cái nhân gian, họ hận đời đau khổ. Vậy người tu hành là Phật tử, là lấy đau khổ làm thầy để tỉnh thức lấy mình. Cho nên đóa hoa này và những đóa hoa tụi con dâng đây, thầy không ngồi đây để tự thân mình thưởng thức nó, mà nó, những đóa hoa này như sen là có bùn, như hoa là có rác, và lấy hoa này kính rác, tri ân rác. Và hãy lấy hoa này nhớ đời mình còn tham sân si, xung quanh còn tham sân si, có bùn có rác đó. Và mình biết cái chất liệu bùn rác đó là cần thiết để hoa nở, và mình khi được nở hoa chút ít rồi thì tri ân lại cuộc đời đau khổ trong này nè. Trong này còn khổ đâu, tri ân cái khổ đau. Không phải mình đi tạo khổ đau nha, đủ để cho mình tri ân. Và tri ân những cái khổ đau bên ngoài để cho lòng tự của mình phát triển. Đó là người thầy đầu tiên làm kiếp người, là ta có được khổ đau như là thầy. Đừng để khổ đau hiện tại như là kẻ thù, và đừng chạy trốn nó. Và nếu nhổ cái sen này lá khỏi bùn, một ngày sẽ héo. Nếu mà chúng ta ra khỏi cái thế gian này, khỏi cái đau khổ, thì chúng ta không có giác ngộ, không có Phật nếu không có chúng sinh, không có Niết Bàn nếu đó không có sanh tử. Nó tương tức với nhau. Cái người thầy thứ hai mà con xin dâng lên nhân ngày nhà giáo, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người thầy của trời người. Và chúng ta là Phật tử, chúng ta là con của Phật, và chúng ta nên có một ngày như vậy để nhớ về Đức Phật, để cho tất cả những ngày còn lại chúng ta được nhắc nhở. Thực ra ngày nào cũng là Phật tử, và ngày nào cũng là tỉnh thức. Và giới của Phật mà ta giữ, đó là lý do vì sao mà ta đang đi trên con đường tỉnh thức, con đường mà Phật đã đi. Cái người thầy thứ ba mà đóa hoa này dâng lên, đó là cho người thầy bổn sư đã khai tâm mở trí cho mình. Người xuống tóc không phải là người bổn sư. Bổn sư tức là người thầy mà giúp cho tâm của mình sáng ra con đường đạo, đó là người thầy bổn sư. Và người thầy y chỉ sư là người cho ta nương tựa, cơm, áo, thuốc, men, chỗ ở, là người đã nở nụ cười, nắm cái tay ta, mặc cho trong người ta cái áo đạo, và cho ta cái giới thân huệ mạng, và dẫn dắt ta đi con đường tu tập, khuyên răn ta đừng có về đời nhân con, khổ lắm, thôi bỏ đi con, tha thứ, cố gắng lên con, vượt qua mọi cái khó khăn. Những cái lời đó mà mình gặp được ở trong kiếp người này trên con đường tâm linh là do mình đã từng ước nguyện là một kẻ xuất gia tu hành. Ngày 20 tháng 11 mình không được cơ hội để tặng lên cho những con người đó, thì mình nên hướng về họ. Thì thầy mà thầy đã gặp trong đời là người đã xuống tóc cho thầy. Người thứ hai đó là Thượng Tọa Giác Ngộ Thượng Nhật Hạ Từ, người đã cho
thành một cơ hội để nương tựa, tu học, làm đạo. Một người vĩ đại trong lòng thầy, và tụi con cũng hướng về Hòa Thượng Ân Sư Trúc Lâm, Ni Trưởng Linh Chiếu, để hướng cái lòng thành của tụi con kính dâng lên cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng Mười Phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Chư Tổ, Tiền Giáo Giới, từ Thiên Trúc, Đông Độ, Việt Nam, cả cái đất chúng ta đang ngồi là Thái Lan, đã truyền thừa cái mạng mạch Phật Pháp, để lưu nhuận trong máu xương, trở thành cái dòng máu tâm linh đang thấm đượm ở trong thân tâm này của mình. Và những đóa hoa này tụi con đã đem về đây là những đóa hoa mà tụi con tự dâng lên chính cái tâm linh của mình. Mình đã biết được cái đẹp của sự giác ngộ, và hoa là sự giác ngộ của đất mẹ. Tụi con đã lấy về để dâng lên cho Phật ở trong lòng của tụi con, cho tổ, cho thầy, cho tâm linh tỉnh thức ở trong lòng của tụi con. Những đóa hoa đó, một đóa hoa là một đóa hoa của vô sân, một đóa hoa của thanh tịnh giới, một đóa hoa của lòng từ, một đóa hoa của chánh niệm, một đóa hoa của sự tỉnh giác, một đóa hoa của sự thứ tha. Mỗi một cái hoa là một cái giới, một cái định, một cái tuệ. Hãy nhớ đây là những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời tu, mà mình quay về tri ân những con người, những bậc giác ngộ đã đưa mình soi đường chỉ lối, để cho mình bắt đầu một kiếp người đi lên con đường tỉnh thức. Và hãy đừng quên, giống như hoa, hãy đẹp như vậy, một vị Bồ Tát hiến dâng cho đời, không làm được gì nhiều. Ăn xin của đời, miếng cơm manh áo, nguyện hiến dâng cho đời tâm hồn tươi đẹp, thanh cao. Mỗi ngày chỉ như vậy thôi là cũng hạnh phúc lắm rồi. Đó là lời của Sư Phụ cho chính mình cũng như cho tụi con. A Di Đà Phật.